Xin chào anh chị các bạn thân mến. Hòa đang đứng ở giữa một cái khu đô thị khá là lớn ở khu Lê Trọng Tấn ạ. Anh chị có thể để ý thấy đây là khu rất nhiều các loại biệt thự. Hòa sẽ quay xung quanh để cho anh chị nhìn nhé, anh chị xem nhé. Đấy. Rất nhiều các biệt thự và rất nhiều các biệt thự này là đang ra bán anh chị ạ. Đấy, xung quanh đây rất nhiều các biệt thự đang ra bán, anh chị nhìn đi coi, ra bán này. Đấy, ở đây thì cũng có một số là đã vào ở hoặc là làm kho hàng, nhưng mà ra bán và để không rất là nhiều. Đặc biệt là đây, ví dụ đây là một căn mà điển hình mà anh chị có thể xem. Đấy, như Hòa đang quay và cho anh chị xem này. Đấy, cỏ đã mọc rong rêu đầy ở đây rồi. Đấy, anh chị nhìn thấy này, anh chị thấy ở đây cỏ đã mọc rong rêu rất là nhiều và trông như này có lẽ là cũng để là cũng khá là lâu rồi, chắc là cũng phải đến hàng năm rồi. Nhà hoàn thiện xong rồi nhưng mà thấy chưa đưa vào sử dụng và cỏ mọc tùm, rong rêu thì đã gọi là bám đầy rồi. Đây, mọi người nhìn thấy căn bên này thì mọi người cũng sẽ thấy là rong rêu đã bám rồi. Hôm trước thì Hòa có một cái bài viết nói rằng là nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng, phát triển chủ yếu dựa vào bất động sản rất là nhiều. Đấy, và thực tế thì làm bất động sản không phải là không tốt. Đấy, tuy nhiên là gì? Là đầu tư và kinh doanh tiền vào những cái bất động sản mà nó không mang lại nhiều những cái giá trị cho xã hội thì đó chính là một cái rất là phí. Và như anh chị có thể thấy đây là gì, ví dụ như một căn nhà như thế này là họ được đầu tư xây dựng như này, một căn như này mấy chục tỷ, tính một căn như này là hàng triệu đô anh chị ạ. Thế thì một cái triệu đô này là bằng tiền của ai, đúng không ạ? Bằng tiền của người mua nhà, đúng không ạ? Rồi bằng tiền họ đi vay từ ngân hàng. Thế thì tiền ngân hàng đấy là từ đâu, đúng không ạ? Tiền ngân hàng đấy cũng từ dân gửi ra thôi, đúng không ạ? Và những cái đồng tiền này đang được cho vào những cái tài sản mà nó không mang lại cái giá trị cho xã hội. Và rõ ràng là gì? Đất đai là để không. Có rất nhiều khu, nếu mà các anh chị là đi xa xa hơn nữa, ở lên cái khu khu Nam An Khánh ở trên kia, thì có khi hàng chục năm, hàng hai chục năm qua là tài sản vẫn để không. Tức là tốn bao nhiêu tiền để mà săn lấp mặt bằng, tốn bao nhiêu tiền để mà xây dựng những cái căn nhà như này nhưng không thể sử dụng được. Quá là phí anh chị ạ, quá phí. Như vậy là gì? Cái việc mà tiền đầu tư kinh doanh vào những cái lĩnh vực bất động sản như thế này là nó không mang lại cái giá trị cho xã hội, không mang lại cái sự tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế. Chính vì thế mà gì? Rất có thể xảy ra những cái cuộc khủng hoảng. Và chúng ta cũng có thể nhớ cái anh hàng xóm của chúng ta là ở Trung Quốc, đúng không? Hàng xóm của chúng ta ở Trung Quốc đã xảy ra cái câu chuyện như vậy. Bây giờ là bất động sản ở Trung Quốc là thừa thãi. Một thời gian dài là đầu tư bất động sản và bây giờ là thừa thãi, không dùng đến, mặc dù giảm 30-50%, thế nhưng mà gì, cũng không có người mua, không có người sử dụng, nó mở hoang hóa rất là nhiều. Và rất có thể là bây giờ Việt Nam cũng có thể gặp những cái viễn cảnh như vậy nếu mà chúng ta vẫn đi theo cái tình trạng đó. Và thị trường chứng khoán, rồi nền kinh tế, rồi người dân có thể mất niềm tin vào thị trường. Và rất có thể điều đó có thể xảy ra. Chính vì thế mà khi mà Hòa nói rằng Việt Nam thì đầu tư rất nhiều các bất động sản đây như thế này, dân thì cứ đầu tư đầu cơ và sống trong việc là tăng giá của đất thôi, mình chẳng thấy có giá trị gì cả. Bây giờ thì một căn nhà mình ở nó tăng giá thì nó chỉ có lợi khi mình đi vay thôi, chứ mình có bán đi được đâu, mình bán đi mình ăn được đâu, đúng không? Mình chỉ có lợi khi mình đi vay, mình đầu tư, mình kinh doanh thôi.
chứ mình không bán được anh chị ạ. Cũng bán được. Chính vì như thế mà nó không có lợi nhiều. Về mặt đa số mọi người là không có lợi nhiều. Thế nhưng mà rất nhiều các anh chị lại phản đối cái điều này. Và không hiểu vì sao. Đấy, đặc biệt là những anh chị là làm kinh doanh môi giới bất động sản. Hoa thấy là rõ ràng là gì? Giá đất tăng. Mọi thứ là chẳng thấy có lợi gì nhiều cho dân cả, cho đại bộ phận cả. Mà nó chỉ có cho một số người thôi. Đấy, cho một số người kinh doanh và đầu tư lướt sóng rồi thì đầu cơ bất động sản thôi. Và về mặt nhìn chung ấy, thì tất cả đại bộ phận người dân là không có lợi gì nhiều với những cái bất động sản như thế này. Đấy, mọi người nhìn thấy này, cả một cái khu đẹp như thế này nhưng mà không có mấy người ở, không có mấy người ở, để rất là phí. Tức là bất động sản như này giá hàng triệu đô, rất là phí, hàng nghìn căn anh chị ạ. Ở xung quanh đây rất nhiều, hàng nghìn căn luôn. Đấy, mọi người có vào ở hết đâu, không vào ở hết mà mua xong đầu cơ cứ để này thôi, rất là phí anh chị ạ. Thực sự là rất là phí. Mình nghĩ rằng thì bất động sản không thể tăng mãi như thế này được anh chị ạ. Và chính sách của nhà nước thì cũng sẽ có những cái cơ chế để mà điều chỉnh những cái hoạt động đầu tư bất động sản như này. Những cái loại hình mà nó không mang lại nhiều giá trị cho đất nước. Và hy vọng rằng là cái chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp tới các anh chị có một cái nhìn về đầu tư bất động sản. Chúng ta sẽ có đầu tư bất động sản, nhưng chúng ta sẽ tìm kiếm tích lũy những cái bất động sản mà nó tạo ra giá trị thực, nó tạo ra cái dòng tiền, nó tạo ra cái lãi vốn thực và có ích với nền kinh tế, có ích với xã hội anh chị nhá. Anh chị có ý kiến chia sẻ, hãy comment ở dưới phần bình luận giúp Hòa nha. Cảm ơn mọi người ạ.